Sáng ngày 29 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Văn Xanh, 40 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, để điều tra hành vi giết người. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, ông X, 72 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, dùng xe máy đón cháu gái của mình là M, 5 tuổi, đi học mẫu giáo về nhà. Khi đến đoạn đường trước nhà xanh thì bị người đàn ông này chặn đường, dùng búa tấn công vào đầu khiến hai ông cháu bị thương nặng. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, cháu M đã tử vong, còn ông X bị thương rất nặng. Hiện ông X đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn yếu. Sau khi gây án, Xanh đã vào nhà mình đóng cửa, cầm dao cố thủ. Công an tỉnh Quảng Nam điều động hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đến hiện trường, phối hợp công an huyện truy bắt Xanh. Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động phá cửa nhà, xịt hơi cay và khống chế, bắt được nghi phạm. Công an tỉnh cho hay đang trưng cầu giám định tâm thần đối với xanh.